Rồi mình quay con gà khác cho anh em xem chơi nha. Rồi bên đây mình YouTube cũng không có cho đụng chạm với lên con gà, mình không có bắt con gà, mình quay cho anh em xem. Cái màu dâu nó chập một xíu, màu nhỏ xíu mà nó chập, chập kiểu nó đã lắm. Có nhiều chìm sâu à. Em xem clip xem vui chơi, chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha. Quay gì có clip đăng rồi chơi.